Dạ em xin chào cô chú anh chị nha. Dạ thì hôm nay là thứ sáu, sáng thứ sáu ngày 17 tháng 5. Dạ thì em sẽ mở chương trình khuyến mãi dành cho cô chú anh chị duy nhất chỉ trong ngày hôm nay. Thì kể từ lúc đăng video này cho tới cuối ngày hôm nay 12 giờ đêm hôm nay là cô chú anh chị mình mua hàng bên em thì sẽ được có quà tặng duy nhất chỉ ngày hôm nay thôi nha. Qua ngày hôm sau thì em sẽ không tặng quà nữa nha. Chỉ một ngày thôi cô chú anh chị. Dạ, rồi em sẽ nói cái quà tặng của mình nha. Quà tặng của mình là một cái bộ bánh xe 4 bánh. Hàng này là hàng tháo máy Toshiba nha. 4 bánh xe này là của cái máy máy photo Toshiba. Nó sẽ chịu lực tầm khoảng 50 đến 100 kg. Hàng mới tinh luôn nha cô chú anh chị. Không phải là hàng cũ hay là hàng gì đâu nha. Bên em lúc trước là bán cái bộ này là 50.000 cộng phí ship 35.000 là 85.000 một bộ 4 bánh tới tay của chú anh chị. Thì nay em không về, em không có bán nữa. Bây giờ em sẽ đem ra làm quà tặng cho cô chú anh chị. Đó. Rồi ok. Thì hôm nay để nhận được cái quà tặng này thì thứ nhất là cô chú anh chị mình sẽ chốt đơn trong ngày hôm nay, qua ngày sau em sẽ không tặng nữa nha. Và sản phẩm tặng hàng hôm nay sẽ là đầu quạt và bơm nước. Rồi, đầu quạt của mình sẽ chạy được điện từ khoảng 10V luôn. Cái này chạy được từ 10V luôn tới 24V luôn. Và mạch điều tốc 3 pha. Rất là ok nha. Con này thì ở clip trước em đã test rồi. Test thực tế và đo công suất bằng đồng hồ các thứ luôn. Thì nó chạy ở điện 12V. Chạy maximum bằng cánh tay vôi, ba lá tay vôi mà loại tròn tròn to to giống kiểu Senko á. Thì nó sẽ được tầm khoảng 37W nha. Năng 37W. Biến trở là biến trở vô cấp. Có nghĩa là nó nhiều tốc độ. Có nghĩa là ở đây là nhỏ nhất là chỉ cần mình nhích nhẹ. Cứ mỗi lần mình nhích chiếc áp là một tốc độ. Thì mình có thể chạy ở mức thấp nhất là 1W hoặc là 2W, 3W, 4W. Thì mình chạy càng chậm thì công suất tiêu thụ của nó càng thấp. Và cái độ tiết kiệm của nó sẽ theo cái tốc độ quạt của mình đó. Cho nên là mình muốn tiết kiệm thì nó là tiết kiệm thôi. Mình muốn chạy cho năng 10W thì mình chỉnh cho năng 10W thôi. Còn mình chạy hết tốc độ của nó thì nó ăn 37W. 37W thì nó con số này nó sẽ nhỏ hơn cái quạt Senko của quạt Senko thường á, tầm 47W, còn này chạy được 37W. Công suất tuy nhỏ hơn nhưng mà lượng gió như nhau nha. Tại vì mấy cái dòng không chổi than này nó ưu điểm nhiều hơn so với mấy cái dòng motor của điện 220 lắm. Đó, nên cô chú anh chị yên tâm. Rất là ok nha. Còn nếu mà chạy ở 24V, đâu ta bữa mình đo là 18V nhé. 18V thì nó đạt được tầm khoảng 60 mấy W. Nói chung là khá là mạnh. Gần như quạt 220. 12V là gần như quạt 220 nha. Đó là mình tính về công suất nha. Chứ lượng gió thì ok. Rồi, một đầu quạt như vậy. Đó. Kèm theo điều tốc. Dặn nhỏ về là tắt, dặn lớn là chạy. Chạy vô cấp. Này là phụ kiện kèm theo. Đó. Một đầu quạt sẽ được tặng một bộ. Ai mua 2 đầu quạt tặng 2 bộ, 3 đầu quạt tặng 3 bộ nha cô chú anh chị. Chứ không phải là tặng theo lượt mua, mà tặng theo đầu quạt luôn. Chơi lớn luôn, chơi hết ngày hôm nay cho hết quà tặng luôn. Tại vì cô chú anh chị mình trước sau cũng mua quạt thôi, em nói thiệt luôn. Mình đã có nhu cầu mùa hè tới, mùa nóng tới rồi. Mua sớm hay mua muộn là một cái vấn đề thôi. Sẵn hôm nay em có khuyến mãi, cô chú anh chị có nhu cầu cứ mạnh dạn xuống tay nha. Rồi, chạy 11-24V. Dạ. Rồi cái này là bơm. Bơm này thì mấy ngày qua em cũng lên được 2-3 clip nha. Rồi nhiều anh chị mua về chạy rất là im và đánh giá rất là tốt cái bơm này. Bơm này thì nó là của tập đoàn Nidec nha. Tập đoàn Nidec là thương hiệu Nhật. Nhưng mà nhà Nidec nó có nhà máy ở Việt Nam. Và cái này được lắp ráp ở nhà máy Việt Nam. Cho nên nó là made in Việt Nam nha cô chú anh chị nha. Sản xuất ra thì sẽ được kiểm tra chất lượng bởi Nidec. Con này nó có thông số là 26V 1.7A 45W bằng good LED DC, tức là
động cơ không chổi than DC. Con này thì mình ống hút vô là 30, ống hút phi 30, ống xả phi 27. Cái này mình thảy vô hồ nước giống như máy bơm chìm nha cô chú anh chị. Em đã xài rồi, xài cho gia đình luôn chứ không phải là dùng để test nữa, mà dùng để xài luôn. Đó, thấy rất là ok, cho nên mình mới bán nha. Thì cái bộ bơm này nó sẽ bao gồm một chân pin. Cái này là chân pin tiếp xúc lấy điện từ pin Makita phổ thông thôi nha, chứ không phải nguyên cái đế nha. Và được kết nối với một cái mạch ESC. Mạch này rất là tốt nha. Mạch này thì cũng dặn nhỏ về là tắt nè. Rồi dặn lớn là vô cấp nè. Chạy được tới 24V. Rất là mát nha. Tại vì cái dòng này công suất nó tới 200W lận. Có tản nhiệt mà cái motor này mình 45W là cái mạch này rất là ok nè. Đó. Quá trời ngon. Rồi ok ơi, cô chú anh chị. Thì con bơm này á thì sao ta? Trong ngày hôm nay cũng là mua sẽ được tặng một bộ như vậy luôn. Một bơm tặng một bộ, một đầu quạt tặng một bộ. Nhưng mà cái bơm này trong ngày hôm nay á thì em chỉ còn 7 cái. Tại vì bơm thì nhiều mà cái mạch này nè. Mạch này thì hiện tại chỉ còn 7 cái. 1-2 ngày nữa em sẽ về tiếp chứ không phải là hết hẳn. Tại vì mình có nhu cầu buôn bán mình sẽ nhập tiếp. Nhưng mà em đặt nhiều lắm. Đặt nhiều lắm mà chia đơn ra, tại mua Trung Quốc về không được số lượng cùng lúc. Thì hôm nay là nó về được 7 cái nè. Ngày mai nó về tiếp 7 cái nè. Rồi tuần sau nó sẽ về khoảng 50 cái. Đó. Rất là ok. Bơm thì ok em còn được khoảng... như ta 1-200 cái, nói chung là cũng có số lượng rất là ok. Cái này mình bơm để xúc hồ nước rồi ha, rất là ngon. Nhưng mà nhiều cô chú anh, có nhiều cô chú anh chị đặt câu hỏi với em là 12V thì nó có chạy không. Cái này là clip bữa em test á, test là test bằng pin 18 đó, 18 là nó chạy rất là ổn, 18 tới 24 là chạy ngon lành luôn. Còn 12 thì em chưa có test. Nhưng mà nếu mà nó chạy được ở 12 thì nó cũng yếu lắm cô chú anh chị. Tại vì định thông số của nó là 26V mà mình chạy 12 thì chắc chắn là nó rất là yếu. Đó. Cho nên mình sẽ không bán 12, mình bán là 18-24V. Mình bán bơm là bơm 18-24V thôi cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị, có người lại đặt câu hỏi là bơm này chạy 24/24 có được không? Dạ thưa là không nha. Em đã từng test thời gian chạy lâu nhất đó là từ khoảng 7 giờ sáng cho tới 4-5 giờ chiều, tức là tầm 10 tiếng. Máy ổn, ok, mát, không ảnh hưởng, không vấn đề. Thì đó là thời gian em test được. Thì em trả lời là ok, chạy cho 10 tiếng ok. Nhưng mà hỏi chạy 24/24 em chưa test, em sẽ trả lời là không được. Tại vì những gì mà em đã qua, trải qua, xác nhận nó là ok thì em mới trả lời. Tại vì mình cứ nghĩ đi, không có cái gì mà làm việc được 24/24 liên tục ngày này qua ngày kia mà nó bền được hết. Ví dụ như cho nó là chạy được từ 24 tiếng đi, nhưng mà một ngày thì có thể ok, nhưng mà 2 ngày không được, 3 ngày không được. Thứ nhất là mình phải cho nó nghỉ ngơi. Máy hay con người cái gì cũng vậy chứ, nó thiết kế phải có chừng có mực. Còn nếu mà cô chú anh chị đi so sánh, có những thiết bị người ta chạy tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm nọ. Dạ cái đó là những cái trường hợp người ta đã sản xuất riêng cho nó để làm một cái nhiệm vụ đó. Đó, và được ấn định từ trước là nó phải chạy như vậy thì người ta thiết kế đặc biệt cho nó rồi, mình không thể so sánh được. Và giá của nó cũng không phải là 300-400 ngàn như cái này đâu. Cho nên mình đừng so sánh với những cái mà vài chục triệu, vài trăm triệu chạy liên tục. Đó, mình không được nha, mình phải nghĩ tới vấn đề đó. Đầu quạt này cũng gì nữa, mình có thể chạy liên tục 1 tháng 30 ngày cho nó chạy suốt không ngừng nghỉ luôn, với điều kiện giùm em là chạy 50% tốc độ cho xuống là nó sẽ chạy được cái điều đó như cô chú anh chị mong muốn. Đừng chạy hết tốc độ, nó sẽ không chịu nổi đâu, không có gì làm được việc đó đâu. Rồi ok ha, cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip ha. Thì cô chú anh chị nào mà có nhu cầu
mua hai sản phẩm này thì chốt trong ngày hôm nay thì em sẽ tặng bộ bánh xe trên một sản phẩm. Mua 5 đầu quạt là tặng 5 bộ bánh xe, mua 5 cái máy bơm là em tặng 5 bộ bánh xe nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip nha.